Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Dân mình còn đói ăn. Tô Lâm hào phóng mang 10.000 tấn gạo đem cho xứ người. Hiện nay, đời sống của người dân vùng cao ở Việt Nam vẫn còn rất khó khăn. Những nơi này rất cần nhà nước hỗ trợ, cung cấp lương thực cho họ. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, người dân gần như chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền. Mặc dù chính quyền các cấp ở khắp nơi trên đất nước này đua nhau xây cổng chào và tượng đài trăm tỷ, nghìn tỷ. Việc cứu trợ nhân đạo khi xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh cho những quốc gia khác là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu một đất nước vì bị thành phần bất nhân cai trị khiến dân tình thiếu đói, khốn khổ, thì không mấy ai đến đây để cứu trợ. Bởi với một chính quyền bất nhân, họ sẵn sàng giữ lại tiền và hàng cứu trợ để thành phần cai trị được hưởng, còn người dân thì vẫn đói nghèo. Hình ảnh đâu đó ở Việt Nam, người dân vẫn còn đói ăn. Người dân Cuba nghèo đói bởi vì họ bị chính quyền cộng sản nước này cai trị. Muốn thoát khỏi ách nô lệ này, chính họ phải vùng lên để tự cứu lấy mình, chứ chẳng có ai khác có thể cứu được họ. Người Cuba phải làm những việc cần thiết để giành lấy tự do, no ấm cho họ. Nước Mỹ giàu có ở ngay gần Cuba, nhưng họ không viện trợ cho Cuba, mà ngược lại, họ lại cấm vận đất nước này. Đó là cách họ tạo ra áp lực, hỗ trợ cho dân Cuba vùng lên. Sẽ không một nhà nước văn minh nào lại viện trợ cho Cuba, vì tiền viện trợ sẽ rơi vào tay thành phần cộng sản cầm quyền. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần có lãnh đạo Việt Nam sang thăm Cuba, thì lại lấy mồ hôi nước mắt của người dân Việt để viện trợ cho quốc gia này. Nhưng cho dù Việt Nam có giúp bao nhiêu, thì dân Cuba vẫn khốn khó, nghèo đói. Hàng vạn tấn gạo mà Việt Nam hỗ trợ cho Cuba đi về đâu? Liệu dân Cuba có được hưởng hay không thì chỉ có giới lãnh đạo Cuba biết được. Đã từ lâu, nhà nước Cuba đào tạo ra những y bác sĩ rồi đưa họ đến các đất nước khác để làm thuê. Đồng thời, đồng tiền do những người này làm ra bị nhà nước Cuba trưng thu rồi phân phát lại cho những cán bộ ngành y dưới dạng tem phiếu. Đó là minh chứng rõ nét nhất về một nhà nước bóc lột chính dân mình đến tận xương tủy, bất kể là trí thức hay bình dân. Cho nên số gạo mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đem tặng cho Cuba chính là tặng cho thành phần cầm quyền, chứ sẽ không đến tay người dân Cuba bần hàn khốn khổ. Việc mang 10.000 tấn gạo tặng cho Cuba chẳng khác nào đem mồ hôi nước mắt của nông dân Việt Nam vứt vào túi tham không đáy của giới cai trị ở đảo quốc vùng Caribe này. Ở Việt Nam, quan tham ăn trăm tỷ, ngàn tỷ, nhiều như rươi. Ở Cuba, cùng một thể chế chính trị, liệu có sạch hay không? Hình ảnh mồ hôi nước mắt của nông dân Việt bị ông Tô Lâm vứt vào túi tham của giới cai trị ở Cuba. Việc đem gạo vứt vào túi tham của nhà cầm quyền Cộng sản Cuba cho thấy ông Tô Lâm coi thường mồ hôi công sức của người dân Việt như thế nào. Tất cả các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đều luôn không nhìn thấy dân mình đói khổ, mà thay nhau móc túi dân Việt để nuôi dưỡng cho một thứ tình nghĩa anh em cộng sản viển vông. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì lãnh đạo Việt Nam chính là khôn nhà dạy chợ, bởi họ coi trọng những thứ bạn bè viển vông bên ngoài và coi thường người thân ruột thịt trong gia đình. Muốn đổi mới, cải cách, trước hết giữa người Việt với người Việt phải có tình yêu đồng bào. Tô Lâm mang gạo đi vứt, trong khi dân Việt còn đang đói nhan nhản đầy đó thì lại không được chính quyền hỗ trợ gì. Vậy làm sao mà ông Lâm có đủ động lực để họ đổi mới? Đã nhiều đời Tổng Bí thư trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, người Việt chưa mấy khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng. Lâu nay, cái gọi là lo cho dân, cho nước của những người cộng sản chỉ tồn tại trong tuyên truyền mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Dân mình còn đói ăn, Tô Lâm hào phóng mang 10.000 tấn gạo đem cho xứ người. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cựu cố vấn Trump cảnh báo mối nguy từ Trung Quốc ngày càng lớn. Ngày 28 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, cựu cố vấn của Trump, hệ tư tưởng của Trung Quốc là mối nguy cho tất cả. VOA dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, ông Robert C. O'Brien, phát biểu trong một cuộc thảo luận do Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ
về thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt khi đối đầu với Trung Quốc trên trường quốc tế là gần như quá mức và vượt xa một số cuộc khủng hoảng lịch sử tồi tệ nhất mà đất nước này từng gặp phải. Hình ảnh bài trên VOA. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ Trung Quốc nghiêm trọng hơn nhiều so với mối đe dọa mà chúng ta từng phải đối mặt với Liên Xô trong chiến tranh lạnh, ông O'Brien nói. VOA trích lời bà Bonnie Lin, giám đốc dự án quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế trong một phút trình được công bố vào sáng ngày 26 tháng 9 cho rằng các chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có thể sẽ đi theo cùng một hướng bất kể bà Harris hay ông Trump thắng cử. Bà Lin viết, nhóm Harris và Trump chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc thách thức và đe dọa trật tự đã thiết lập của quốc tế, hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. Quản lý Trung Quốc hoặc chiến thắng trước Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ tiếp theo vì sự cạnh tranh gay gắt của Hoa Kỳ với Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, bà Lin cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà chính quyền Trump có thể khác biệt, bao gồm việc thực hiện các chính sách thương mại khắc nghiệt hơn và áp đặt các biện pháp đàn áp sâu rộng hơn đối với các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Bà cho biết điều chưa rõ ràng là mức độ mà ông Trump sẽ tiếp tục nuôi dưỡng một số liên minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà chính quyền Biden đã nỗ lực củng cố và liệu ông có tiếp tục hỗ trợ Đài Loan hay không. Hình ảnh cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, Robert C. O'Brien. VOA tiếp tục dẫn khẳng định của ông O'Brien rằng chính quyền Trump trong tương lai sẽ tập trung vào việc thể hiện sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc và chống lại những gì mà cựu tổng thống coi là các hành vi không công bằng của Trung Quốc. Tổng thống Trump đã nói những gì ông ấy sẽ làm. Ông ấy sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ nữa. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi bán phá giá. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi thao túng tiền tệ. Và chúng ta sẽ có sáng kiến để các nhà sản xuất Hoa Kỳ trở về nước. Ông O'Brien cũng cho biết khi ông ở tòa Bạch Ốc, ông nhận thấy rằng Trung Quốc không biết mệt mỏi trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh, cho dù bằng cách sử dụng quân đội hay quấy rối các nước láng giềng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay bằng cách tham gia vào các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng. Theo VOA, đầu năm nay, ông O'Brien đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh khi ông đề nghị trang bị cho mọi nam giới trong độ tuổi quân dịch ở Đài Loan một khẩu AK-47 để chống lại cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc. Theo quan điểm của ông O'Brien, điều cần thiết là Hoa Kỳ phải tiếp tục vun đắp cho liên minh chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tin tốt mà ông O'Brien đề cập là những liên minh đó rất mạnh mẽ. Vẫn theo VOA, ông O'Brien chủ trương Hoa Kỳ cần khôi phục bộ ba hạt nhân của mình, năng lực kết hợp để phóng phi đạn từ trên không, trên bộ và trên biển, vì ngoài mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt từ Nga, năng lực hạt nhân của Trung Quốc đang tăng vọt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cựu cố vấn Trump cảnh báo mối nguy từ Trung Quốc ngày càng lớn.